có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: "Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Cleopas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay." Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth, người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mộ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ: Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-sen đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi đến gần làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng: Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau: Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: Thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe là đã quá quen thuộc đối với chúng ta rồi. Chúng ta cũng đã được nghe, đã được suy gẫm cầu nguyện đoạn tin mừng này trong cái ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Nhưng hôm nay trong bầu khí của Thánh lễ Chủ Nhật tuần thứ ba mùa Phục Sinh, chúng ta lại được nghe lại đoạn tin mừng này, chắc chắn mang một cái ý nghĩa rất quan trọng, rất căn bản trong đời sống đức tin của chúng ta. Câu chuyện này lẽ nó không phải chỉ là chuyện xưa, mà nó có một cái liên quan tới cuộc đời
với hành trình đức tin của chúng ta hôm nay. Ta biết sự kiện này nó đã được kể lại như là một biến cố xảy ra ngay chiều ngày thứ nhất trong tuần khi Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà hai môn đệ trên đường đi về Emmaus, họ vẫn đang canh cánh cái nỗi niềm đau xót, buồn tủi và thất vọng của mình. Họ cảm thấy như là mộng vàng đã tan bay, và những cái lo âu, những thất vọng nó đang tràn ngập tâm hồn của họ. Họ đi về nghĩ như là, người ta vẫn diễn tả đó như là một cuộc đi về quê, một cuộc xuất tu, một cái cuộc thất vọng, không còn có cái ước mơ là đi theo Chúa Giêsu để làm môn sinh của Ngài nữa, bởi vì Ngài đã chết rồi. Thế nhưng chính trên hành trình đó, Chúa Giêsu phục sinh đã xuất hiện và đồng hành với họ. Chúa Giêsu đồng hành với họ để chia sẻ cái nỗi niềm của họ. Trước nhất Ngài gợi chuyện để hòa nhập với tâm tình của họ, để lắng nghe những nỗi niềm của họ. Rồi sau khi đã nghe được tất cả những gì mà hai người môn đệ ấy giải bày, bởi vì Ngài biết rằng những con người đang đau khổ thất vọng đó, họ cần phải nói ra, họ cần phải giải bày ra cái nỗi niềm của họ, thì đó mới là cái khởi đầu của một cuộc chữa lành. Và sau khi họ đã giải bày hết, thì Chúa Giêsu mới dùng chính lời kinh thánh và cách riêng việc về Mô-sê, lề luật của Chúa và các ngôn sứ, những điều mà nó liên quan đến chính cuộc đời của Ngài như là một đấng thiên sai, để khai sáng cho họ, để họ hiểu về cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Cái chết của Ngài nó không phải là một sự bế tắc, nhưng nó hướng mở đến sự phục sinh. Cái chết đó như là một cái ngưỡng cửa để vào thiên đàng. Như nhiều người vẫn biết rằng sau cái chết thì mình được về thiên đàng, nhưng mà cái chết thì như ai cũng ngại, để từ từ thì Chúa thương gọi con về, nhưng mà khoan, từ từ con chưa về ngay đâu. Thì thích thiên đàng đó, nhưng mà dường như cũng sợ thiên đàng, bởi vì đi về thiên đàng là phải vượt qua cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khai sáng để cho họ hiểu cái con đường của lịch sử cứu độ là như thế, là phải qua đau khổ, qua cái chết rồi mới đạt đến vinh quang. Và cái con đường đó nó cũng sẽ không phải chỉ là con đường của Chúa Giêsu, mà là con đường của tất cả chúng ta, những người tin theo Ngài, những người được mời gọi theo Ngài để hưởng ơn cứu độ. Cho nên cái niềm hy vọng nó phải được khơi lên từ trong những chính ý nghĩa của sự chết và sự sống lại của Đức Kitô. Và niềm tin đó, có thể nói các môn đệ, những người đã thuộc biết kinh thánh nhiều lắm, có thể họ cũng nói được vanh vách đó, nhưng mà họ biết những lời chất chứa ở trong kinh thánh, trong sách vở, có khi có thể nói lại đó, nhưng mà hiểu thấu đáo cái điều đó thì có khi chưa. Cũng như nhiều người ngày hôm nay có thể là những chuyên gia về kinh thánh, những người giỏi giang hiểu biết rất nhiều về những sự kiện trong kinh thánh, nhưng mà hiểu được cái điều đó thì và cảm thấy cái điều đó nó gắn liền với cuộc sống của mình, nó là ánh sáng soi dọi cho cuộc đời của mình, thì có khi là một chuyện khác, có khi nó vẫn là chuyện xa vời. Nên Chúa Giêsu đã giải thích kinh thánh cho họ hiểu, không phải để chỉ biết họ biết rồi, nhưng mà Chúa Giêsu muốn làm cho họ hiểu để rồi thấy được ý nghĩa của cái chết và cái niềm hy vọng sống lại của Đức Giêsu, rồi để cho họ thấy rằng trong cái chết và sự sống lại của Đức Kitô ấy mở ra một cái con đường, mở ra ánh sáng cho chính cuộc đời của họ nữa,
để họ đừng quá buồn sầu và đừng bao giờ thất vọng. Và rồi chính những điều đó Chúa Giêsu đã khơi lên cái ánh sáng, khơi lên cái sức nóng của niềm tin ở trong lòng, trong trí của họ. Và rồi khi mà Ngài tạo được một cái sự cảm thông, một sự thân tình, để hai môn đệ không còn cảm thấy Chúa Giêsu chỉ như là một cái người khách qua đường, nhưng mà họ cảm thấy như là một người thân tình, một cái người hiểu mình, cảm thông mình và giúp cho mình được khai sáng lên cái niềm hy vọng ấy. Họ mới tha thiết mời Chúa: xin Thầy bà hãy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều rồi. Họ tha thiết mời Chúa đi vào. Chúa cũng thử thách để xem coi họ mời có thiệt không. Ngài giả vờ như còn muốn đi xa hơn nữa, nhưng mà họ mời thì Ngài vào với họ. Và chính trong cái cung cách, cái tâm tình, và có thể đúng hơn là chính cái hành vi mà bẻ bánh đó, nó gợi lên cái bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh đó, cách đó mấy ngày, thì nó đã gợi lên chính tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Cho nên họ cảm nhận được cái tình yêu làm cho họ nhận ra ngay được Chúa Giêsu. Cho nên niềm tin của chúng ta, một niềm tin mà nếu nó chỉ có ở trong đầu không thôi, nó chưa đủ đâu, cần có một sự cảm thấu của con tim nữa, để có thể không chỉ biết mà chúng ta còn hiểu được cái điều mà Kinh Thánh, mà lời Chúa đã nói. Và niềm tin đó nó phải dẫn đến một tình yêu, một cái sự cảm thông, một cái sự gắn kết, cảm thấu được lòng của Thiên Chúa Đấng Ngài đã chịu đau khổ, Ngài đã làm người và Ngài đã hiến mình cho chúng ta. Chính tình yêu đó, chính gắn liền với niềm tin kia, nó sẽ làm cho đời của các tông đồ nó bừng sáng lên một niềm hy vọng. Cho nên các ông đã nhận ra ngay được Chúa. Và cái sự nhận biết đó như vậy là đủ rồi. Chúa Giêsu không còn cần ở lại với họ bằng xương bằng thịt đó nữa. Họ đã có thể đủ sức để họ đứng dậy trở về Jerusalem để chia sẻ cái niềm vui mừng gặp gỡ được Chúa, hiểu được Chúa, hiểu được cái ý nghĩa của cuộc đời của mình và của cái chết của Chúa Giêsu. Họ đã chia sẻ niềm tin cũng như đã nhận được những chia sẻ, những cái kinh nghiệm trong đời sống đức tin về sự phục sinh của Chúa. Và niềm vui ấy chắc chắn nó lớn mạnh, nó có sức lan tỏa và ảnh hưởng đến chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus mà hôm nay chúng ta được nghe đó, có thể nói nó là một cái thánh lễ sống động mà chúng ta hôm nay đang cử hành đây. Nó có cái phần phụng vụ lời Chúa để chính chúng ta có thể gặp gỡ được lời Chúa, lắng nghe được lời Chúa, để không phải chỉ nghe những bài kinh thánh bình thường, mà là chúng ta nghe lời Chúa đang nhắn nhủ chúng ta. Và có lẽ cũng cần để chúng ta thổ lộ tâm tình của mình, giải bày cái tâm tình của mình và cái nỗi niềm thao thức trăn trở cuộc sống của chúng ta, và để cho lời Chúa nó không phải chỉ là một cái nói đến những chuyện cũ, mà khi còn là lời sống động để có thể soi sáng và sưởi ấm tâm hồn của chúng ta nữa. Lời Chúa ấy ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để phải nhận thức rằng không phải chỉ nói chung chung cho mọi người, mà có thể nói riêng cho từng người trong chúng ta. Bởi lẽ Đức Giêsu phục sinh ngày hôm nay, Ngài vẫn có thể và Ngài vẫn muốn hiện diện và đồng hành với từng người trong chúng ta, chứ không phải cách chung chung đâu. Ngài muốn đồng hành với những người biết mở lòng ra với Ngài, biết kể là những tâm sự cuộc đời của mỗi người, của lòng của mình, những khó khăn trăn trở của mình, và biết sẵn sàng lắng nghe Ngài soi sáng bằng chính lời Kinh Thánh, lời Chúa, lời yêu thương, để khai sáng, để hung đúc tâm hồn của chúng ta. Và một cách đặc biệt hơn nữa, trong mỗi thánh lễ, ngoài cái phần phụng vụ lời Chúa, còn có phần phụng vụ thánh thể, là cái
không phải chỉ là một cái nghĩa cử, mà là chính sự yêu thương của Thiên Chúa, chính tình yêu ban mình của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta. Tình yêu đó cũng muốn ở lại trong chúng ta. Thì nếu chúng ta hiểu được điều đó thì có khi chúng ta sẽ thấy cái phần phụng vụ thánh thể thật là quan trọng. Chúng ta sẽ không có câu nệ ở cái chuyện chúng ta rước lễ thực hay là rước lễ thiêng liêng, mà phải cảm thấy rằng tình yêu đó đang mở ra cho chúng ta, và tình yêu đó, sự ban mình đó có sức vượt qua tất cả những giới hạn, những cái kiểu cách ở bên ngoài, để Ngài có thể đi vào lòng của chúng ta và để thực sự làm cho chúng ta thấu cảm được tình yêu ban mình của Chúa, tình yêu muốn hiến ban cái sự sống của Ngài cho chúng ta và muốn ở lại với chúng ta để tiếp tục đồng hành, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống này. Nếu chúng ta hiểu được như thế, chúng ta sẽ không coi cái việc rước lễ nó chỉ là một cái nghi thức bình thường mới làm cho xong, mà là chúng ta đón nhận với một tình yêu nồng nàn, mở ra cho tình yêu ban mình của Chúa. Việc hiệp thông thánh thể nó sẽ có tác dụng quan trọng hơn trong cuộc đời của chúng ta. Và nếu được như thế, mỗi một lần mà chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta như cử hành lại những biến cố rất hiện sinh của cuộc đời của mình. Nó không phải chỉ là một chuyện theo thói quen, mà là chúng ta đến với Chúa trong thánh lễ, đến với tất cả những nỗi niềm, với những cái tâm trạng hiện tại của chúng ta, với những thao thức băn khoăn, khi những đau buồn, những thất vọng của chúng ta. Đừng ngại nói với Chúa, đừng ngại để cho lời Chúa soi dọi tâm hồn của mình, thì lúc đó lời Chúa sẽ khai sáng cho chúng ta. Quả thực chính đây là cái kinh nghiệm mà tôi cũng chân thành chia sẻ với tất cả quý ông bà và anh chị em. Mỗi lần đối diện với lời Chúa, mỗi lần phải chuẩn bị để trình bày lời Chúa, chia sẻ lời Chúa cho anh chị em, nó không phải chỉ là chuyện mà tôi làm cho anh chị em không mà thôi đâu, mà là trước nhất làm cho chính tâm hồn của mình, để cho mình có thể cảm thấu được điều mà Chúa đang muốn nói với mình là gì, và điều mà Chúa đang muốn nhờ mình trình bày lại cho cộng đoàn, cho anh chị em, cho những người mà mình có trách nhiệm chăm sóc tinh thần là gì. Có lẽ đó mới là cái điều quan trọng. Và chính trong cái ý nghĩa đó, trong cái thực tế đó, ta sẽ cảm thấy rằng lời Chúa luôn luôn là lời hằng sống, là lời có một cái giá trị hiện sinh và có giá trị thực tế ngay trong đời sống này. Lời Chúa như thế sẽ có tác dụng để khai sáng tâm hồn của chúng ta. Và rồi mỗi một cái thánh lễ chúng ta còn được rước chính Chúa, để chính Chúa đến với tâm hồn của mình, ở lại với tâm hồn của mình. Như các môn đệ ngày xưa, dù rằng Chúa như biến mất, nhưng mà Chúa ở trong lòng của họ rồi. Họ về với một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc mà Chúa phục sinh đã đến với họ, đã gieo yêu thương cho họ, gieo niềm hy vọng cho họ. Thì lúc đó họ đã trở về với không chỉ niềm tin mà còn tình yêu mến. Và chắc chắn niềm tin yêu đó là sự hiện diện sống động của Đức Giêsu phục sinh trong cuộc đời của họ, trên mọi bước đường đời của họ. Để rồi không chỉ lúc đó vui mừng, mà cả những thời gian sau, cả trong những thử thách vì sứ mệnh tông đồ của mình, Chúa Giêsu phục sinh vẫn ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa anh chị em, có lẽ ánh sáng đó ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để chia sẻ, để cảm nếm và để sống hàng ngày trong cuộc đời của mình, để rồi mỗi ngày chúng ta có được dịp hiệp dâng thánh lễ. Dù là thánh lễ cách nào, kiểu nào, thì chúng ta cũng biết đó là một cuộc gặp gỡ, một cuộc đồng hành với Đức Kitô phục sinh, và để Ngài dạy bảo chúng ta, khai sáng tâm hồn chúng ta và ban mình cho chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được như vậy thì mỗi thánh lễ chúng ta dâng hằng ngày và cuộc đời của chúng ta sẽ luôn luôn có Chúa phục sinh, có lời của Ngài, có tình yêu của Ngài, có sức sống của Ngài. Như thế sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta vững vàng hơn, bước đường đời của chúng ta nó sẽ tràn ngập niềm vui, và cuộc sống của chúng ta nó sẽ làm bật lên những cái giá trị có tác dụng loan báo tin mừng cho người khác. Bởi vì chúng ta vui, bởi vì chúng ta hạnh phúc, bởi vì chúng ta tin tưởng tràn trề niềm hy vọng
vào sự chết và sống lại của Đức Kitô là một hành trình cứu rỗi, là một lịch sử cứu rỗi từng ngày trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa phục sinh ban muôn phúc lành cho tất cả anh chị em và kính chúc anh chị em hiệp dân thánh lễ này với một niềm tin, một tình yêu sống động và để cũng có một cái kinh nghiệm đặc biệt làm hành trang cho cuộc sống hằng ngày của mình. Amen.